Xin chào các bạn, hôm nay mình dẫn các bạn đi ngắm hoa đang nở tại trang trại hoa hồng Hồng Thịnh, Tứ Mỹ, Tam Nông, Phú Thọ. Đang vào cái thời điểm nắng nóng giữa mùa hè. Và đồng thời cũng giới thiệu cho các bạn ở đây là chủ yếu là hoa hồng ngoại. Tuy nhiên là có rất nhiều hoa hồng nội ở đây, cổ Sapa, hồng Điều, hồng Vân Khôi, hồng Hải Phòng, hồng cổ Huế đều có, nhưng hôm nay mình quay nguyên hồng ngoại. Bởi vì thời gian gần đây có rất nhiều các trang mạng, các địa chỉ quảng cáo bán hoa hồng ngoại mà các bạn không biết hoa hồng ngoại như thế nào, chỉ biết là hoa hồng ngoại thôi và màu gì đó thôi, và không biết tên nó như thế nào, nguồn gốc như thế nào, các bạn chưa rõ. Những cái gốc hoa hồng thải ở bên Trung Quốc người ta đem về người ta bán cho các bạn 15.000, có chỗ bán 6-70.000, nâng giá lên để tạo cái độ tin tưởng. Đó cũng, nó ở bên Trung Quốc về thì gọi là hồng ngoại rồi, nhưng mà những cái gốc nó thải loại, những cái dòng hoa không có giá trị, những dòng hoa phải nói là những dân chơi hoa là cho không lấy, nhưng các bạn mất tiền mua về, mất công chăm sóc. Có thể là một số bạn vẫn thích hoa như thế, nhưng mà đó là cái loại hoa không có giá trị nha các bạn. Hoa hồng ngoại đa phần là những cái dòng hoa được xuất xứ ở bên các nước Tây Âu như Anh, Pháp, Đức, Nhật. Bên Nhật, châu Á, Nhật thì cũng là một số những nước nghiên cứu và phát triển những cái dòng hoa rất là đẹp. Điển hình là ở bên Anh, David Austin nghiên cứu rất nhiều giống hoa rất đẹp, có sự lựa chọn. Ông hàng năm nghiên cứu, ông lai tạo ra hàng nghìn giống, nhưng chỉ chọn lọc được phần trăm rất là nhỏ trong những cái giống có ưu điểm vượt trội thôi. Và vườn mình cũng nhập những cái giống hoa hồng ngoại có nguồn gốc ở bên đó về và nhân giống ra để bán cho các bạn. Đó gọi là những cái giống hoa hồng ngoại. Hoặc là bên Trung Quốc người ta cũng nhập, bên Thái Lan người ta cũng nhập những cái dòng hoa ngoại ở bên đó, người ta đem về người ta nhân giống và xuất bán. Khi ở những nơi như thế thì người ta không, bạn có thể gọi hoa hồng Trung Quốc, nhưng thực tế cái giống đấy nó được có nguồn gốc từ ở bên các nước Tây Âu hoặc có nguồn gốc ở bên Nhật Bản đó. Như trang trại mình đây bán như giống hoa này, tắt cái tên vào cho các bạn. Các bạn tra Google thì Google nó sẽ chỉ cho các bạn thấy cái dòng hoa này có phát triển như thế nào, mẫu hoa như thế nào, rồi nguồn gốc ai nghiên cứu ra từ năm nào, nó đều có hết rất là rõ ràng. Đây như trước các bạn, mắt các bạn này là bằng là phồng. Cái loại này thì mùa đông rất là đẹp, nhưng mùa hè thì lại bông lại kiểu khác rồi. Đây là Borero. Đó. Có rất nhiều dòng hoa, nhiều mẫu hoa đẹp. Khi tuy nhiên vườn mình cũng đem về trồng chăm sóc, có những giống có nhiều ưu điểm thì mới bắt đầu lại nhân giống lại bán. Còn thực tế có ở bên nước ngoài có nhiều giống hoa rất là đẹp, nhưng khi đem về thì không được khí hậu, có thể là không ra hoa, có thể hoa ra rất xấu, có thể là phát triển rất là kém. Nên những cái dòng hoa như thế thì chúng ta khi mua hoa, chúng ta người ta bán những cái giống, người ta quảng cáo cái mẫu hoa đó, xong rồi các bạn xem đúng là cái mẫu hoa như thế, đúng là cái giống như thế, nhưng về các bạn trồng rất là khó. Đây là dòng hoa caray. Mùa này bông bé đi, cũng bị thay đổi đi vì nó nóng quá độ. Nhưng khi mát thì nó lại quay trở lại form đẹp bình thường. Tuy nhiên là các bạn chăm sóc tốt, dinh dưỡng đầy đủ, dinh dưỡng khỏe, cây nó lên khỏe mập mạp thì hoa nó sẽ cho chuẩn form nhất và kết hợp với thời tiết chuẩn nữa. Mát, nắng đẹp thì hoa là sẽ đẹp. Nhất là thời điểm mùa xuân. Mùa xuân là hoa đẹp nhất ở khí hậu miền Bắc. Nhưng mùa này ở trên Sapa
Sapa mùa hè thì trên Sapa lại nở khá đẹp. Nhưng trang trại mình đây là ở dưới Tam Nông Phú Thọ thì ở đây là rất là nắng nóng. Nắng nóng như thế này thì mình chỉ thích trồng hoa hồng leo thôi. Hoa hồng leo thì nở khỏe lắm. Đương nhiên hoa thì cũng không thể bền được, khi nó nắng lên đến tận 38, 39 độ, 40 độ thì hoa nào chịu được. Thì chúng ta lại phải chờ qua cái tháng này đi, sang tháng 7, tháng 8, tháng 9 đó, từ tháng bắt đầu nó dịu dần, trên dưới 35 độ là đẹp. Đây các bạn nhìn này, ria xong. Này hoa chùm rất là sai, khỏe, giống này khỏe. Jubilee Spratia, mùa đông hoa như bắp cải, mùa này thì cánh hơi mỏng mỏng một chút rồi đấy, do nắng nóng mà nó thay đổi. Hoa nó vẫn cứ tựa tựa giống nhau thôi, nhưng mà do kiểu màu sắc nó nhạt đi này, cánh mỏng nhạt hoặc là cái dày dày nhiều cánh hơn này, nó thay đổi theo màu như vậy, nhưng nó vẫn là chuẩn cái giống đấy, chứ không có chuyện là nó thay thay đổi hoa từ giống này sang giống khác được. Đây là Cherry Park, các bạn đừng nhầm với hoa hồng đổi màu nha. Đây là những cái bồn hoa đang thể mình trồng. Đây là For You Home. For You Home thì tại miền Bắc mình thì nó phát mùa hè và thu hoa đẹp, mùa đông thì bông cúc hơi khó nở. Toàn cảnh trang trại chim Misaki hồng Nhật, vòm leo. Đây là ngọc lung linh. Ngọc lung linh nguồn gốc ở bên Trung Quốc, giống hoa này lướt lên chơi sai hoa. Đây những cái cây này mình đang trồng tạo hình bồn ở ngoài đất, những cái dòng cây bụi đang chi chít nụ. Tuy nhiên thì nhìn thấy là cũng cơ bản là đẹp, mà thời tiết bây giờ còn mát, chuyển mát thì hoa nó sẽ nhìn tươi hơn, bền hơn. Còn nên là lát nữa là nắng nóng quá thì cánh hơi xém xém lại. Đây Party Green, hoa cực thơm, hơi mát một cái thôi nhìn bông mê lắm. Giống này hơi hiếm, gần như hình như mình không thấy có ai có trên thị trường đâu. Tamiki thì có nhiều, thị trường có nhiều. Đây là những cái dòng giải, đây là toàn hoa hồng bụi. Hoa hồng bụi mùa đông thì nhiều giống bông rất là to luôn, nhưng mùa này thì bông bé dần. Lại phải chờ sang mùa thu thì bông lại to đẹp. Mùa đông, mùa xuân tuyệt vời nhất. Nhưng tuy nhiên là chúng ta chăm sóc cây đầy đủ dinh dưỡng thì nó mới đẹp được. Edgeberry Macaron, ngoài hoa này nhìn cánh vậy thôi nhưng rất là bền, cực sai hoa. Carey, ở những dòng cây bụi như thế này thì mùa hè đạt được như thế này thì coi là đạt rồi, đẹp rồi. Bông hoa giữ bé một chút nhưng mà vẫn thấy đẹp. Đây là cổ Sapa này. Đó, cổ Sapa màu nhạt một chút, bông nhỏ một chút nhưng vẫn duyệt được. Chứ các bạn cứ muốn long lanh như trên mạng, như trên ảnh lúc nào cũng đẹp như thế thì không có giống nào làm được đâu nhé. Serra các bạn chơi hoa chuyên rồi thì sẽ nắm bắt được rõ hoa, còn bạn nào mới chơi thì nhìn trên mạng thì khi đi mua hoa là cứ đòi hỏi là hoa lúc nào nó phải đẹp như thế, trong khi đó chăm sóc thì chưa chăm sóc được. Này các bạn nhìn cây Cherry Park, nhiều bạn cứ nhầm sang đổi màu mới buồn. Con đường hoa hồng leo,
hai bên vòm. Cứ khoảng tháng rưỡi 2 tháng nữa thì cái vòm này thì nở rất là nhiều hoa. Đây đê cherry bông đại đấy. Mùa thu là bông đại luôn, to luôn, bền hoa. Sai hoa. Leo the brilliant. Màu vàng hơi trắng. Thì vò thời gian tới sai hoa. Phoenix. Loài hoa này giống Abraham. Thơm, khỏe, đều hoa hơn Abraham nhiều. Dàn leo, Euro Myrup. Dàn leo, Radio Tham. Và Amandine Trang Leo. Đang nụ đấy, quay này các bạn không nhìn rõ thôi, đang nhiều nụ lắm. Nên cái giống Radio Tham này, nở vài bông thôi, đang đứng dưới cả mùi thơm ngất ngây. Brut nói xét giống này sai hoa, bền hoa, hoa đều tăm tắp quanh năm. Vườn cây giống Society, Budapest Society, hồng leo màu tím. Republic the Monmater chơi hay hơn của Hải Phòng nhiều. Amandine Trang Leo màu cam đấy. Giống hoa này rất nên chơi, khỏe và sai hoa, thơm, màu rất là đẹp, bông rất đẹp. Siêu leo, mon các bạn nhìn thấy hơi nhạt, không giống ảnh đúng không? Đúng rồi, đây là nó nở cũng được vài hôm rồi. Nó nhạt dần đi. Mon cơ ơ. Pet in person. Màu đỏ cánh hơi pha sọc sọc trắng, nhìn rất là lạ mắt. Đây là Santana. Chùm đỏ, rất sai. Nguyễn Amandine Trang Leo. Ngỗng tuyết Snowwood. Midsummer. Leo Midsummer cực khỏe, cực sai hoa, cực bền. Mấy cái cực này chúng ta các bạn nên chơi. Yuprim. Midsummer đấy. Lắc đắc hoa. Tầm 1-2 tháng nó bắt đầu vào đầu thu, sang mùa thu các bạn nhìn mê mẩn luôn. Rất nhiều hoa. Đây Constancy. Cổ Sapa đây. Juliet. Quay thế này chắc các bạn cũng nắm bắt được phần nào về hoa hồng ngoại. Hoa hồng ngoại nó bán chuẩn tên, chuẩn giống. Đây mình bước vào đây để cho các bạn xem chùm hoa. Cây leo, đây là leo Phoenix. Giống Abraham. Đây là Guardian Angel. Trắng, giống leo màu trắng. ST Tuva cực thơm. Dưa xong. Đây là Heaven On. Bông to, màu này chuyển hơi vàng rồi. Thực tế nó là màu cam. Chuẩn của nó là màu cam. Bộ sạch bắt.
Heaven này là bông rất là to. Mùa này bông vẫn to luôn, nóng nóng bông vẫn to, nhưng nó thay đổi màu sắc. Đây, mình chuyển sang đây cho các bạn xem, đây là hoa hồng Juliet. Dòng hoa này được mệnh danh là bông hồng triệu đô. Ông David đầu tiên lai tạo nhân giống ra. Dòng hoa này rất nên chơi, độ lập hoa rất nhanh, bông to đẹp sai hoa. Mùa này thì bông nhỏ rồi. Các bạn nhìn này, nhiều bạn mới chơi thì có thể đây là đánh giá bông to, nhưng trong mắt mình là đây là bông nhỏ. Thực tế của nó bông rất là to luôn, to dày cánh, nhìn màu đậm đà, màu vàng, màu đậm, có lúc nó lại hơi hồng. Chơi hoa thì các bạn nắm bắt được về hoa nó thay đổi sắc thái theo thời tiết, theo chế độ chăm sóc. Đó, nên các bạn phải lưu ý vấn đề này. Và mua hoa thì các bạn mua ở những địa chỉ uy tín, những nơi người ta đã có kinh nghiệm làm lâu năm, người ta sẽ nắm bắt được giống hoa. Còn các bạn mua những cái nơi mà người ta không chuyên, mới bán, không có kinh nghiệm thì sẽ dễ dàng mà tư vấn không đúng loại hoa, thậm chí là bán lừa các bạn luôn. Ví dụ như một số nơi là nhập gốc hồng dại bên Trung Quốc về bán cho các bạn và đưa những cái mẫu hoa của giống hồng ngoại này lên để bán, rồi cũng các kiểu. Nhưng đây thì bên mình bán phải là giữ uy tín,